Quyển 30 thứ 13 Thành Phản Địa, phần 3 của Du Giả Sứ thứ 1. Như vậy đã thuyết kiến lập và sở duyên cho đến hướng đến tu tập có kết quả, không có kết quả của phẩm lại Bồ Đạc Già La, như điều cần thiết mà an lập. Này ta sẽ thuyết, Ốt Đà Nam nói chung, đi đến vui hỏi tìm hiểu, mới an lập hộ dưỡng, xuất ly, tánh nhất cảnh, chướng tịnh tu tác ý. Nếu có Bồ Đạc Già La, tự mình yêu thích mới bắt đầu tu tập. Lúc bắt đầu tu tập vì muốn chứng đắc nghĩa tự lợi, chưa phải an trụ chánh niệm ở bốn việc. Về sau đi đến bậc khéo thành tựu thông đạt du già, tự biết quý trọng hoặc vị phạm sư, hoặc thân giáo sư, hoặc đồng hàng với các bậc đáng tôn trọng khác, hoặc bậc tôn kính khác giống như chỗ tôn kính. Sao gọi là bốn việc? Một, tâm chuyên cầu lãnh ngộ, không tâm nạn vấn. Hai, tâm sành sâu cung kính, không kiều mạn. Ba, chỉ cần thắng thiện, không phải vì hiển bày khả năng của mình. 4. Thuần vì an lập thiện căn của mình và người, chẳng vì cầu lợi dưỡng cung kính tiếng tăm. Đã chánh niệm như vậy, đến chỗ của bậc đạo sư trước tiên xin thời gian cho phép, thỉnh cầu thưa hỏi, sau mới lắng lòng cúi mình thưa hỏi. Khi sắp thưa hỏi, chỉnh vai áo bên phải, gối phải quỳ sát đất, hoặc ở dưới tòa, khom người, ngồi xuống chắp tay cung kính, ý sanh sâu quý trọng, cúi đầu, lời nói nhỏ vừa thưa hỏi du già. Còn mong cầu thọ học duy nguyện thầy từ bi vì con khai mở. Đã thừa thể như vậy, các vị thầy du già, những người đã khéo thành tựu thông đạt du già, vì muốn an lập tác ý tu tập thận du già cho người mới bắt đầu tu nghiệp, nên dùng đại từ mẫn nhu nhuyễn mà ngợi khen khích lại vỗ về. Lại phải dùng lời tán thán công đức của việc tu tập đoạn, khen rằng lành thay hiền thủ, ông này ở trong loài chúng sanh đang đọa trong sự phóng dật, vui đắm phóng dật, chìm đắm trong các cảnh giới, mà có thể riêng mình không phóng dật vui tu hạnh xuất ly. Ông này ở trong loài chúng sanh đã từ lâu xa đọa trong trùng trùng yêu khổ của lao ngục hiểm ác, mà có thể riêng mình cầu giải thoát khỏi lao ngục như vậy. Ông này ở trong loài chúng sanh bị xiềng xích gông cùm của các thứ tham sân si nhốt chặt kiên cố, mà có thể riêng mình cầu đoạn dứt hoại diệt sự trói buộc kiên cố như vậy. Ông này ở trong loài chúng sanh bị cuốn hút trong đồng rộng sanh tử nguy hiểm, mà có thể riêng mình cầu vượt thoát độc rộng nguy hiểm này. Ông này ở trong loài chúng sanh bị sự nghèo thiếu các căn lành, mà có thể tự mình cầu đạt được căn lành sung mãn. Ông này ở trong loài chúng sanh bị đọa trong vô số phiền não oán tặc, khiếp sợ vô bờ, mà có thể riêng mình cầu chứng đắc cứu cánh an ổn niết bàn thường lạc. Ông này ở trong loài chúng sanh bị bệnh phiền não trầm trọng ăn nuốt, mà có thể riêng mình cầu chứng được bậc nhất không bệnh niết bàn thường lạc. Ông này ở trong loài chúng sanh bị trôi nổi, chìm đắm ở bốn chủng bạo lưu, mà có thể riêng mình có vượt qua dòng chảy như vậy. Ông này ở trong loài chúng sanh đã trong vô minh hắc ám rộng sâu, mà có thể riêng mình có thành tựu đại trí quang minh. Ông phải biết rằng, nếu ông đang quyết định tình cần tu hành du giả như vậy, cho đến gọi là không uổng phí khi thọ dụng tín thí của đất nước con người, thật lòng phụng hành thánh giáo của Như Lai, không xả tịnh lự, thành tựu quán thủ thắng, tăng trưởng vụ an vui, sống ở chốn không nhàn, làm bạn pháp, tự mình tinh siêng tu học nghĩa du già, không thẹn hổ đối với các bậc đồng phạm hạnh có trí. Nay ông đến đây vì muốn tinh cần tu tránh hạnh lợi mình lợi người, vì muốn làm lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, vì ai mẫn thế gian và hết thảy trời người a tố lạc, vì khiến đạt được nghĩa lợi ích an vui, cho nên thưa hỏi như vậy. Vị thầy đã dùng các lời lẽ nhu nhuyễn khích lệ an ủi vỗ về và xưng khen các công đức của việc tu đạo như vậy rồi. Lại ở nơi bốn lại pháp xứ thẳm sâu mà xét hỏi người kia, hỏi rằng thiện nam tử, ông đã nhất tâm quy hướng Phật Pháp Tăng, chẳng phải quy y thầy ngoại đạo và chúng đệ tử tà pháp của kia phải không? Ông ban đầu đã tịnh thủ phạm hạnh, giới thiện thành tịnh và cái thấy chánh trực phải không? Ông đã ở nơi ấy biện biệt rõ các pháp thánh đế hoặc ít hoặc nhiều, lắng nghe thọ trì phải không? Ông nơi thầm tâm tìm hiểu sâu đối với niết bàn, vì muốn chứng tịch diệt mà cầu xuất gia phải không? Hỏi như vậy rồi, nếu người kia đáp vâng đúng như thế, tiếp theo lại dùng bốn nhân duyên để chân tránh tìm hiểu bốn việc. Những gì là bốn việc? Một, nên tìm hiểu sở nguyện của người kia. Hai, nên tìm hiểu trục tánh của người kia. Ba, nên tìm hiểu căn của người kia. Bốn, nên tìm hiểu hành của người kia. Sao gọi là bốn loại nhân duyên? Một, nên dùng xét hỏi cặn kẽ để chân tránh tìm hiểu. Hai, nên dùng lời lẽ để chân tránh tìm hiểu. 3. Nên dùng việc làm để chân tránh tìm hiểu. 4. Nên dùng trí biết tâm sai biệt để chân tránh tìm hiểu.
Một dùng cách hỏi cặn kẽ để trần tránh tìm hiểu sở nguyện, tức hỏi thế này: Hiền thủ, ông hướng đến đâu để phát chánh nguyện? Thanh văn thừa ư, độc giác thừa ư, vô thượng chánh đẳng bồ đề thừa ư? Người kia được hỏi liền tùy theo nguyện của mình sẽ như vậy mà đáp. Như vậy gọi là dùng cách hỏi cặn kẽ để tìm hiểu sở nguyện của kia. Hai, dùng cách hỏi cặn kẽ để tìm hiểu chủng tánh và các căn hành, tức hỏi thế này: Ông có thể tự quan sát thẩm sâu chủng tánh căn hành của mình không? Nghĩa là nguồn gốc chủng tánh của ông là gì? Thanh văn thừa ư, độc giác thừa ư, đại thừa ư? Thuộc loại căn gì? Là độn căn, là trung căn hay là lợi căn? Có hành gì? Là hành tham, là hành sân, nói rộng cho đến hành tầm tư ư? Nếu kia có chút ít tuệ, có thể tự biết rõ chủng tánh căn hành sai biệt trước sau, kheo nắm lấy tướng ấy để theo điều được hỏi mà trả lời. Nếu kia tánh ngu độn, chẳng thể tự biết sai biệt trước sau, cho đến chẳng thể khéo nắm lấy tướng ấy, nên chẳng thể tùy theo điều được hỏi mà trả lời. Từ đây về sau nên dùng lời lẽ để tìm hiểu ba điều kia, đó là đối diện trước người kia nên dùng tất cả những điều tương ứng với giản dị tốt đẹp, dễ hiểu, hiện rõ chánh lý, kể hết lại vì kia mà thuyết ngôn luận tương ứng với thành phần thừa. Khi kia nghe tuyên thuyết về ngôn luận đây, nếu trong thân đã có chủng tánh thành phần, liền đối với ngôn luận đây phát sanh vui mừng hân hoan tột bậc, sanh tâm tìm hiểu sâu. Nếu trong thân đã có chủng tánh độc giác, chủng tánh đại thừa, thì đối với ngôn luận đây không phát sanh vui mừng hân hoan tột bậc, chẳng sanh khỏi tin hiểu. Kế lại vì kia, thuyết ngôn luận tương ứng với độc giác thừa. Khi kia nghe tuyệt thuyết ngôn luận đây, nếu trong thần đã có chủng tánh độc giác, đối với ngôn luận đây liền phát sanh vui mừng hân hoan tột bậc, sanh tin hiểu sâu. Nếu trong thần có chủng tánh thanh văn, chủng tánh đại thừa, thì chẳng như vậy. Sau lại vì kia tuyệt thuyết ngôn luận tương ứng đại thừa. Khi kia nghe tuyệt thuyết ngôn luận đây, nếu trong thần đã có chủng tánh đại thừa, đối với ngôn luận đây liền phát sanh vui mừng hân hoan tột bậc, sanh tin hiểu sâu. Nếu trong thần có chủng tánh thanh văn, chủng tánh độc giác thừa thì chẳng như vậy. Nếu hạng độn căn, tùy nghe tuyệt thuyết ngôn luận giản dị mà đối với pháp nghĩa phải có sự nỗ lực tư duy xét kỹ mới có thể lãnh thọ, hiểu rõ thông đạt. Nếu hạng lợi căn, tùy nghe tuyệt thuyết ngôn luận vi tế thẳm sâu mà đối với pháp nghĩa có thể nhanh chóng lãnh thọ, hiểu rõ thông đạt. Nếu hạng trung căn thì chẳng như vậy. Nếu hạng hành tham, khi kia nghe thuyết ngôn luận vì diệu thành tịnh, nên phát khởi tịnh tín vui thích đột bậc, ngộ nhập hướng đến, toàn lông trên thân dựng đứng, cảm thương rời lệ, ngoài thân hiện tướng thấm nhuần sáng sạch, trong lòng nhẹ nhàng vui thích. Nếu hạng hành sân, nên biết hoàn toàn trái với tất cả tướng trên. Nếu hạng hành si, khi kia nghe thuyết ngôn luận tương ứng lìa nhiễm cùng sự quyết định thông đạt niết bàn, liền sanh no sợ kinh hoàng tột bậc. Như hạng độn căn đã nói ở trên, thì hạng hành si phải biết cũng vậy. Nếu hạng hành mạn, khi kia nghe thuyết ngôn luận chánh pháp tùy vui nghe, nhìn tầm tán loạn, không hết lòng cung kính, không muốn an trụ, không cầu muốn nhận hiểu lời dạy để thực hành, tùy kia có dụng phương tiện dẫn phát nơi tâm, khiến tâm kia lãnh thọ sự giáo hóa chân chánh, nhưng không phân biệt rõ ràng, không phát lời lành tán thán. Nếu hạng hành tầm tư, khi kia nghe thuyết ngôn luận chánh pháp tùy lắng tai nghe mà tầm tán loạn, thọ nhận điều ác, phàm có cảm thọ được cũng chẳng trụ lâu, chẳng kiên định, vừa nghe thọ rồi liền quên mất, nhiều lần thưa hỏi trở lại. Như vậy gọi là dùng ngôn luận để tìm hiểu chủng tánh căn hành. Bà sao gọi là dùng việc làm để tìm hiểu ba điều kia? Như trước đã nói về sở hữu tướng trạng của Bồ Đạt Già La chủng tánh thành văn và Bồ Đạt Già La hành tham, đây gọi là việc làm. Do việc làm đây như chỗ hơi thích hợp nên chân chánh tìm hiểu chủng tánh căn hành. 4. Dùng trí biết tâm sai biệt của người để chân chánh tìm hiểu ba điều kia. Như có vị thầy tu du giả đã khéo thông đạt, dùng trí biết được tâm sai pháp của người. Vị kia do trí biết tâm sai biệt như vậy nên biết rõ như thật chủng tánh căn hành. Như vậy đã dùng bốn nhân duyên để chân chánh tìm hiểu bốn việc rồi, là như chỗ thích hợp mà an lập nơi năm xứ. Sao gọi là năm xứ? Một, xứ phòng hộ nơi dưỡng từ lường định. Hai, xứ viễn ly. Ba, xứ tâm tánh nhất cảnh. Bốn, xứ chướng ngại thành tịnh. Năm, xứ tu tác ý. Một, phòng hộ nuôi dưỡng từ lường định. Nếu người thành tựu luật nghi giới ở nơi xứ đây, vì khiến không thối tất nên an trụ không phóng dật, như điều Phật dạy dân, như điều Phật cho phép mà viên mãn các học xứ giới quần sai khác, tinh tấn tu hành thường không giải đãi phế bỏ. Như vậy năng ở đạo học tương ưng giới đã chứng đắc, khiến không thối thất, cũng hay chứng đắc những đạo học thủ thắng tương ưng với giới trước chưa chứng đắc. Như thành tựu luật nghi giới đã nói,
Thì thành tựu loạt nghi căn đối với việc ăn uống biết lượng, đầu đêm cuối đêm tu tập tỉnh thức du già an trụ chánh biết, cho đến thành tựu và trang nghiêm của sa môn phải biết cũng vậy. Tùy từ lường nhiếp lấy thiện pháp sai biệt đã đạt được, đều năng phòng hộ khiến không thối thất. Đối với việc tăng trưởng các thiện pháp thủ thắng về sau, vì khiến viên mãn nhanh chóng, vì như điều đã thuyết không tăng không giảm, hiện hành bình đẳng, nên phát sanh hân hoan, vui muốn mến mộ tăng thượng, thường hằng an trụ, tinh tấn dũng mãnh. Đây gọi là phòng hộ nuôi dưỡng từ lường định. Như vậy khi xa lìa pháp thuận phần thối, tu tập pháp năng thuận phần thắng, phải vui an trụ hạnh viễn ly. 2. Viễn ly: A. Xứ sở viên mãn, B. Oai nghi viên mãn, C. Xa lìa viên mãn. Đây gọi là viễn ly. A. Sao gọi là xứ sở viên mãn? Đó là hoặc ở chốn A Lan nhã, hoặc dưới gốc cây trong rừng, hoặc trong nhà không nhàn, nơi gò mả hoang vắng, chỗ ngồi nằm bên bờ vắng gọi là A Lan nhã. Cây đại thọ trong rừng gọi là dưới gốc cây, trong hang động hoặc hang trống đống rơm đều gọi là nhà không nhàn. Như vậy nên biết hoặc gò mả hoang vắng, chỗ ngồi nằm nơi bờ vắng, cây đại thọ trong rừng, hang động hang trống đống rơm hoặc a lan nhã dưới gốc cây, nhà không nhàn, tất cả đều gọi chung là xứ sở viên mãn. Xứ sở viên mãn lại có 5 loại: hoặc có xứ sở từ xưa đến nay hình tướng trang nghiêm, mọi người vui thích ngắm nhìn, vườn rừng ao suối thảy đều đầy đủ, đất không cao thấp, thanh tịnh không dơ uế, không có các thứ độc, cũng không có các thứ gai độc châm chích, cũng không có nhiều gạch ngói đá sỏi. Đất đấy khiến người thấy sanh tâm thanh tịnh, vui thích cư trú để tu ra hạnh đoạn, tầm vui thích, tầm hoàn hỷ hộ trì việc tu đoạn, đây gọi là xứ sở viên mãn thứ nhất. Hoặc có xứ sở vào ban ngày không ồn náo và ban đêm ít tiếng ồn, cũng ít có sự xúc chạm với các độc trùng như muỗi, ruồi, rắn, bò cạp, nắng gió, đây gọi là xứ sở viên mãn thứ hai. Và có xứ sở không có những sự lo sợ ác thú, sư tử, hổ báo, chó sói, không có trộm cướp, oán địch, người và phi nhân. Ở xứ sở như vậy, thân ý thư nhàn, không nghi ngờ lo sợ, an vui mà cư trú, đây gọi là xứ sở viên mãn thứ ba. Hoặc có xứ sở vật dụng nuôi thân dễ được đầy đủ, việc tìm cầu y phục cùng các thứ khác chẳng mấy khó khăn, thức ăn uống giữ gìn mạng sống cũng không bị thiếu thốn, đây gọi là xứ sở viên mãn thứ tư. Hoặc có xứ sở có được sự cư trú hộ dẫn của thiện trí thức và các đồng phạm mạnh có trí. Đối với điều chưa hiểu rõ thì năng khai mở khiến hiểu biết, đối với điều đã hiểu rõ khiến càng thêm sáng tỏ, đối với nghĩa cứu sâu xa dùng phương tiện thiện xảo, dùng tuệ thông đạt ân cần khai thị, năng khiến tri kiến nhanh chóng được thành tịnh, đây gọi là xứ sở viên mãn thứ năm. B. Sao gọi là oai nghi viên mãn? Vào ban ngày kinh hành tĩnh tọa, vào đầu đêm cũng lại như vậy, vào giữa đêm nằm ngủ nghiêng hông bên phải, vào cuối đêm nhanh chóng thức dậy kinh hành tĩnh tọa ngồi kiết già trên những vật dụng nằm ngồi đầy đủ mà chư Phật cho phép, đó là giường dây lớn nhỏ, tòa ngồi bằng cỏ lá cho đến nói rộng. Vì nhân duyên gì ngồi kiết già? Do chánh quán sát có năm nhân duyên: một, sở thần được thu nhiếp thúc liễm nhanh chóng phát khởi khinh an, vì oai nghi như vậy thuận lợi cho việc sanh trưởng khinh an rất là thù thắng. 2. Do tĩnh tọa đây có thể trải qua thời gian dài, vì oai nghi như vậy khiến thân không chóng bị mệt mỏi. 3. Do tĩnh tọa đây là pháp không cùng chung, vì oai nghi như vậy ngoại đạo luận khác đều không có. 4. Do tĩnh tọa đây hình tướng đoan nghiêm, vì oai nghi như vậy khiến người thấy sanh rất tiến kính. 5. Do tĩnh tọa đây Phật và đệ tử Phật cũng chấp nhận, vì oai nghi như vậy tất cả hiền thánh đồng khen ngợi. Chánh quán sát năm nhân duyên như vậy nên cần phải ngồi kiết già. Thân đoan nghiêm chánh nguyện. Sao gọi là thân đoan nghiêm? Tức là cố gắng dựng thân lên khiến ngay thẳng. Sao gọi là chánh nguyện? Tức là khiến nơi tâm xa lìa xiểm khúc rối trá điều hòa, biển truyền chánh trực. Vì cố gắng dựng thân ngay thẳng nên tâm không bị hôn trầm thụy miên ràng buộc quấy nhiễu. Vì lìa xiểm khúc rối trá nên tâm chẳng bị cảnh bên ngoài ràng buộc quấy nhiễu. An trụ niệm trái lìa. Sao gọi là an trụ niệm trái lìa? Tức là niệm tương ứng tác ý như lý gọi là niệm trái lìa. Vì xả bỏ trái ngược, xa lìa tất cả phẩm hắc, lại niệm duyên tướng định làm cảnh gọi là niệm trái lìa. Vì loại bỏ đoạn trừ tất cả cảnh sở duyên của bất định niệm, như vậy gọi là oai nghi viên mãn. C. Sao gọi là viễn ly viên mãn? Có hai dạng: một, thân viễn ly; hai, tâm viễn ly. Thân viễn ly không cùng người tại gia và chúng xuất gia chung sống hỗn tạp, chỉ một mình không bạn lữ, đây gọi là thân viễn ly. Tâm viễn ly xa lìa tất cả sở hữu tác ý nhiễm ô vô ký, tu tập tất cả tác ý thuộc định niệm, tánh thiện năng dẫn phát nghĩa lợi và tác ý ra hạnh từ lường định, đây gọi là tâm viễn ly. Như vậy trong đây, hoặc xứ sở viên mãn, hoặc oai nghi viên mãn,
hoặc thân viễn ly hoặc tâm viễn ly được nhiếp chung làm một gọi là viễn ly. 3. Tâm tánh nhất cảnh, tức là luôn luôn tùy niệm, sở duyên đồng phận, vui thích tương ưng trôi chảy đi đến, vui thích tương ưng không tội, khiến tâm tương tục gọi là tam ma địa, cũng gọi là tâm thiện tánh nhất cảnh. Sao gọi là luôn luôn tùy niệm? Do được tăng thượng của lắng nghe thọ trì chánh pháp, từ thầy tiếp thọ được dạy dân dạy trao, khiến các tướng thuộc định địa hiện tiền. Duyên đây làm cảnh vui thích tương ưng trôi chảy đi đến, vui thích tương ưng không tội, sở hữu trách niệm thuận theo đó an trụ triển chuyển. Sao gọi là sở duyên đồng phận? Là các cảnh giới sở duyên của định địa chẳng phải một mà rất nhiều chủng chủng phẩm loại. Duyên đây làm cảnh khiến tâm chánh hành gọi là định, đây tức gọi là sở duyên đồng phận. Hỏi cảnh sở duyên đây là đồng phận cái gì mà nói là đồng phận? Đáp là phẩm loại tương tự sở chi nên gọi là đồng phận. Lại do niệm kia ở nơi cảnh sở duyên hành không tán loạn, không khuyết giảm, không gián đoạn, gia hành ân trọng không gián đoạn, tương ứng vui thích chuyển chuyển, cho nên gọi là vui thích tương ứng trôi chảy đi đến. Lại do niệm kia ở nơi cảnh sở duyên không bị nhiễm ô, trụ rất an ổn, đạo thuần thục tương ứng vui thích chuyển chuyển, cho nên gọi là vui thích tương ứng không tội. Cho nên nói rằng luôn luôn tùy niệm sở duyên đồng phận, vui thích tương ứng trôi chảy đi đến, vui thích tương ứng không tội, khiến tâm tương tục gọi là tam ma địa, cũng gọi là tâm thiện tánh nhất cảnh. Lại tâm tánh nhất cảnh như vậy, hoặc là phẩm samatha, hoặc là phẩm tỷ bát xá na. Nếu tâm tánh nhất cảnh ở trong chín chủng tâm trụ gọi là phẩm samatha, nếu tâm tánh nhất cảnh ở trong bốn chủng tuệ hành gọi là phẩm tỷ bát xá na, chín chủng tâm trụ. Như có bí xô khiến tâm nội trụ, đẳng trụ, an trụ, cận trụ đều thuận tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh, chuyên chủ nhất hướng đẳng trì, như vậy gọi là chín chủng tâm trụ. Sao gọi là nội trụ? Đó là từ tất cả sở duyên cảnh giới bên ngoài nhiếp lấy tâm, buộc vào bên trong khiến không tán loạn. Đây là sự buộc tâm trước nhất, khiến an trụ từ bên trong, không hướng ra ngoài mà tán loạn, cho nên gọi là nội trụ. Sao gọi là đẳng trụ? Đó là trước nhất tâm bị trói buộc đây, vì tánh còn thô trọng, chưa thể khiến an trụ hoàn toàn, an trụ khắp cả. Kể đến đối với sở duyên cảnh giới đây, nên dùng phương tiện tương tục, phương tiện lắng trong để đoạn trừ, hàng phục nhiễu động vi tế, thâu nhiễu khắp cả, khiến tâm an trụ, cho nên gọi là đẳng trụ. Sao gọi là an trụ? Tuy tâm đây được nội trụ đẳng trụ như thế, nhưng do lạc mất niệm nên hướng ra ngoài sanh tán loạn, phải xoay lại thủ nhiếp, an buộc vào cảnh bên trong, cho nên gọi là an trụ. Sao gọi là cận trụ? Trước tiên kia phải thân cận an trụ niệm như vậy, do niệm đây nên luôn luôn tác ý trụ tâm bên trong, không khiến tâm đây xa lìa mà trụ cảnh bên ngoài, cho nên gọi là cận trụ. Sao gọi là điều thuận? Như có chủng chủng tướng khiến tâm tán loạn, đó là các tướng sắc thành hưởng vị xúc, tướng tham sân si và các tướng nam nữ, nên trước tiên phải nắm giữ các tướng kia, tức là tưởng quá hoạn. Do sức tăng thượng của tưởng như vậy, nên ở nơi các tướng kia chế phục tâm khiến không lưu chuyển tản mạn, cho nên gọi là điều thuận. Sao gọi là tịch tĩnh? Đó là có chủng chủng các tầm tư ác như dục khỏe hại, các tùy phiền não như tham dục cái khiến tâm bị nhiễu động, nên trước tiên phải nắm giữ các pháp kia, tức là tưởng quá hoạn. Do sức tầm thượng của tưởng như vậy, ở nơi các tâm tư và các tùy phiền não dùng sức tâm khiến không điều chuyển tản mạn, cho nên gọi là tịch tĩnh. Sao gọi là tối cực tịch tĩnh? Do lạc mất chánh niệm nên hai tướng tâm tư ác và tùy phiền não tạm thời hiện khỏi, để theo sự sanh khỏi của chúng, nhưng không nhẫn thọ, nếu hút tầm liền đoạn diệt, trừ khiển đuổi bỏ, cho nên gọi là tối cực tịch tĩnh. Sao gọi là chuyên chú nhất hướng? Đó là tam ma địa có gia hạnh, có dụng công, không khuyết giảm, không gián đoạn, an trụ tương tục, cho nên gọi là chuyên chú theo một hướng. Sao gọi là đẳng trì? Vì luôn tu, luôn tập, luôn tu tập nhiều làm nhân duyên, nên được không gia hạnh, không dụng công, mà đạo vẫn nhậm vận chuyển. Do nhân duyên đầy tâm tam ma địa không do gia hạnh, không do dụng công mà nhậm vận tương tục, không lưu chuyển tản mạn, cho nên gọi là đẳng trì. Nên biết trong đây có 6 chủng lực mới năng thành tựu trọn vẹn 9 chủng tâm trụ. 1. Lực lắng nghe, 2. Lực tư duy, 3. Lực nhớ nghĩ, 4. Lực chánh biết, 5. Lực tinh tấn, 6. Lực tu tập xuyên suốt. Trước tiên do 2 lực là lắng nghe và tư duy, vì lực tăng thượng của luôn lắng nghe luôn tư duy, trước tiên khiến tâm an trụ cảnh bên trong và tức ở nơi phương tiện tương tục, phương tiện lắng trong đây an trụ bình đẳng biến khắp, trói buộc tâm ở bên trong rồi. Do lực nhớ nghĩ luôn luôn tác ý, nhiếp buộc tâm khiến không tán loạn, an trụ cận trụ. Từ đây về sau do lực tránh biết điều phục,
Dừng dứt tâm, ở nơi các tướng của các tầm tư ác, các tùy phiền não, không khiến điều chuyển tán loạn mà khiến điều thuận tịch tĩnh. Do lực tinh tấn, giả sử hai chùm kia tạm thời hiện hành, thì năng không nhẫn thọ, tâm liền đoạn diệt, trừ khiển đuổi bỏ tối cực tịch tĩnh, chuyên chủ nhất hướng. Do lực tu tập xuyên suốt nên đẳng trì thành tựu viên mãn. Nên biết ở nơi chín chùm tâm trụ như vậy, lại có bốn chùm tác ý, một tác ý vận chuyển có lực khích lệ, hai tác ý vận chuyển bị gián đoạn, ba tác ý vận chuyển không gián đoạn, bốn tác ý vận chuyển không dụng công. Ở trong nội trụ và đẳng trụ có tác ý chuyển vận, có lực khích lệ. Ở trong an trụ, cận trụ, đều thuận tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh, có tác ý chuyển vận, có gián đoạn. Ở trong chuyên trụ nhất hướng, có tác ý chuyển vận, không gián đoạn. Ở trong đẳng trì có tác ý chuyển vận, không dụng công. Phải biết bốn chủng tác ý như vậy, ở trong chín chủng tâm trụ là phẩm Samatha. Lại nhờ người nhờ vào bốn chủng tác ý như vậy đạt được nội tâm Samatha đây, lúc riêng tu tập tỷ bát xá na, lại tức do bốn chủng tác ý đây mới năng tu tập tỷ bát xá na, cho nên đây cũng là phẩm tỷ bát xá na. Bốn chủng tuệ hành tỷ bát xá na như có bí xô vì nương nội tâm Samatha, nên ở trong các pháp năng tránh từ trạch thẳm sâu, tầm từ toàn khắp, quán xét toàn khắp, đây gọi là bốn chủng tỷ bát xá na. Sao gọi là năng tránh tư trạch? Hoặc ở nơi cảnh giới sở duyên tịnh hành, hoặc ở nơi cảnh giới sở duyên thiện xảo, hoặc ở nơi cảnh giới sở duyên tịnh hoặc, năng tránh từ gì chọn lựa tận tánh sở hữu. Sao gọi là tư trạch thẳm sâu? Đó là ở nơi các cảnh giới sở duyên kia, từ gì chọn lựa thẳm sâu như tánh sở hữu. Sao gọi là tầm tư toàn khắc? Đó là ở nơi cảnh giới sở duyên kia, do tác ý có phân biệt câu hành với hít tuệ, nắm giữ tướng trạng của kia, tìm tòi suy xét toàn khắc. Sao gọi là quán xét toàn khắc? Đó là ở nơi cảnh giới sở duyên kia tìm tòi quán xét, quán sát tỉ mỉ, quán xét toàn khắp. Lại tỷ bát xá na như vậy có ba môn sở duyên sáu sự sai biệt, nên biết đây lại có nhiều loại sai biệt. Sao gọi là ba môn tỷ bát xá na? Một, tỷ bát xá na chỉ hành theo tướng. Hai, tỷ bát xá na hành theo tầm tư. Ba, tỷ bát xá na hành theo quán xét. Tỷ bát xá na chỉ hành theo tướng, tức là ở nơi các pháp được lắng nghe, được thọ trì, hoặc ở nơi các pháp dạy trao dạy dân do đẳng dẫn địa tác ý như lý tạm suy nghĩ như thế, nhưng chưa tư duy, chưa suy lược, chưa tìm tòi, chưa quán xét, như vậy gọi là tỷ bát xá na chỉ hành theo tướng. Lại ở nơi các pháp kia, nếu tư duy, suy lược, tìm tòi, quán xét, bây giờ gọi là tỷ bát xá na hành theo tầm tư. Lại ở nơi pháp kia, nếu đã tìm tòi, đã suy xét rồi, như điều đã an lập mà quán xét thẩm định, như vậy gọi là tỷ bát xá na hành theo quán xét, như vậy gọi là ba môn tỷ bát xá na. Sao gọi là tỷ bát xá na sở duyên sáu sự sai biệt? Lúc tầm tư, tầm tư sáu việc: một, nghĩa; hai, sự; ba, tướng; bốn, phẩm; năm, thời; sáu, lý. Nếu đã tầm tư rồi lại phải quán xét sâu hơn. Tầm tư nơi nghĩa là chân chánh tìm tòi tư duy ngôn thuyết, như vậy, như vậy, tương ứng với nghĩa, như vậy, như vậy, gọi là tầm tư nơi nghĩa. Tầm tư nơi sự là chân chánh tìm tòi tư duy hai sự, việc trong và việc ngoài, gọi là tầm tư nơi sự. Tầm tư nơi tướng là chân chánh tìm tòi tư duy hai tướng của các pháp, một tự tướng, hai cộng tướng, đây gọi là tầm tư nơi tướng. Tầm tư nơi phẩm là chân chánh tìm tòi tư duy hai phẩm của các pháp, một phẩm hắc, hai phẩm bạch, tìm tòi tư duy quá thất quá hoạn của phẩm hắc, tìm tòi tư duy công đức lợi ích thủ thắng của phẩm bạch, đây gọi là tầm tư nơi phẩm. Tầm tư nơi thời là chân chánh tìm tòi tư duy ba thời, quá khứ, vị lai, hiện tại, tìm tòi tư duy việc từng ở đời quá khứ như thế, tìm tòi tư duy việc sẽ ở đời vị lai như thế, tìm tòi tư duy việc đang ở đời hiện tại như thế, đây gọi là tầm tư nơi thời. Tầm tư nơi lý là chân chánh tìm tòi tư duy bốn loại đạo lý: một, quán đãi đạo lý; hai, tác dụng đạo lý; ba, chứng thành đạo lý; bốn, pháp nhĩ đạo lý. Phải biết trong đây do quán đãi đạo lý, tìm tòi tư duy thế tục cho là thế tục, tìm tòi tư duy thắng nghĩa cho là thắng nghĩa, tìm tòi tư duy nhân duyên cho là nhân duyên. Do tác dụng đạo lý, tìm tòi tư duy sở hữu tác dụng của các pháp, đó là pháp như vậy, có tác dụng như vậy, như vậy. Do chứng thành đạo lý, tìm tòi tư duy ba lượng: một, trí giáo lượng; hai, tỷ độ lượng; ba, hiện chứng lượng. Tức là chân chánh tìm tòi tư duy nghĩa như vậy là có trí giáo chăng, là so sánh đo lường chăng, là hiện chứng có thể được chăng. Do pháp nhĩ đạo lý ở nơi các pháp như thật, pháp tánh thành lập, pháp tánh khó nghĩ bàn, pháp tánh an trụ,
Nên xoành tìm hiểu, không nên nghĩ bạn, không nên phân biệt, như vậy gọi là tầm tư nơi lý. Như vậy tỷ bát xá na sở duyên sống sự sai biệt đây, và ba môn tỷ bát xá na ở trước tóm lược thâu nhiếp hết thảy tỷ bát xá na. Hỏi vì nhân duyên gì kiến lập sáu sự sai biệt tỷ bát xá na như thế? Đáp vì nương ba loại hiểu biết nên kiến lập như vậy. Những gì là ba loại hiểu biết? Một, hiểu biết ngữ nghĩa. Hai, hiểu biết biên tế của sự. Ba, hiểu biết như thật. Vì tầm tư nghĩa nên sanh khởi hiểu biết ngữ nghĩa, vì tầm tư sự và vì tầm tư tự tướng nên sanh khởi hiểu biết biên tế của sự, vì tầm tư lý, tầm tư phẩm, tầm tư thời, tầm tư cộng tướng nên sanh khởi hiểu biết như thật. Vị thầy tu Du Già chỉ có cảnh giới sở tri của chỗ như thế, đó là ngữ nghĩa sự việc sở tri, tận tánh sở hữu như tánh sở hữu, quán bất tịnh. Sao gọi là người siêng tu quán bất tịnh, tầm tư tỷ bát xá na, sở duyên sáu sự sai biệt? Đó là nương tránh pháp về sự bất tịnh tăng thượng, lược lắng nghe thọ trì tăng thượng, do đẳng dẫn địa tăng ý như lý, hiểu rõ nghĩa lý, biết bất tịnh đầy, thật là bất tịnh nên sanh nhàm chán, trái nghịch. Tánh của kia mục nát, dở về hết xấu ác, sanh mùi tanh hôi, trùng trùng hành tưởng như thế do trước kia đã từng nghe thuyết chánh pháp về các sự bất tịnh nên hiểu rõ nghĩa kia. Như vậy gọi là tầm tư nghĩa bất tịnh. Sao gọi là tầm tư sự bất tịnh? Vì kia đã hiểu rõ nghĩa như vậy. Kế đến quán và bất tịnh, kiến lập hai phần, bên trong và bên ngoài, như vậy gọi là tầm tư sự bất tịnh. Sao gọi là tầm tư tự tướng bất tịnh? Ở nơi các thứ mục nát dơ uế bất tịnh trong thân, mà phát khởi thắng giải, biết rõ trong thân, có tóc lông, nói rộng cho đến não tủy, tiểu tiện. Lại ở trong thân có nhiều thứ bất tịnh như vậy, tóm nhiếp làm hai giới, địa giới và thủy giới mà phát khởi thắng giải, bắt đầu từ tóc lông cho đến đại tiện, phát khởi thắng giải địa giới, bắt đầu từ giọt mồ hôi nước mắt cho đến tiểu tiện, phát khởi thắng giải thủy giới. Như vậy gọi là nương bất tịnh bên trong để tầm tư tự tướng. Lại đối với các tịnh, các vật bất tịnh bên ngoài, phát khởi thắng giải về trùng trùng hành tướng như sanh bầm, máu ứ, đó là trước tiên phát khởi thắng giải về tướng sanh bầm, hoặc tự mình thấy hoặc nghe từ người khác, hoặc do phân biệt các dạng tử thi khác nhau, các dạng tử thi như vậy, hoặc nam hoặc nữ, hoặc chẳng phải nam nữ, hoặc thần hoặc oán, hoặc không thần oán, hoặc yếu kém, hoặc trung bình, hoặc tốt đẹp, hoặc thiếu niên, hoặc trung niên, hoặc lão niên, nắm giữ tướng kia rồi, nếu thấy tử thi đầy chết, trải qua một ngày, máu huyết ngừng chạy, nhưng chưa thối giữa thì liền phát khởi thắng giải xanh bầm máu ứ. Nếu thấy tử thi đầy chết đã trải qua hai ngày, thì đã bị ứ mủ mềm thối nhưng chưa sanh trùng dòi, liền phát khởi thắng giải thối giữa. Nếu tử thi đầy chết đã trải qua 7 ngày, đã sanh trùng dòi, thân thể bị hủy hoại, liền phát khởi thắng giải thối giữa phần rã, thắng giải trường sình. Nếu tử thi đầy bị chồn cho sói, chó đói các loài chim dữ ăn thịt, liền phát khởi thắng giải cắn xé ăn nuốt, tử thi đầy đã bị ăn thịt, da thịt máu huyết khô sạch, chỉ còn gân mọc lấy xương. Liệt phát khởi thắng giải biến hoại trơ xương. Nếu tử thư đây bị xé xác ăn thịt, các chi phần lìa nhau phân tán khắp nơi, hoặc nơi có thịt, hoặc nơi không còn thịt, hoặc nơi còn sót ít thịt, để phát khởi thắng giải bị phân tán. Nếu tử thư đây các đốt xương phân tán khắp nơi, xương tay ở chỗ khác, xương chân ở chỗ khác, xương đầu gối chỗ khác, xương đùi chỗ khác, xương ống quyển chỗ khác, xương vai chỗ khác, xương cánh tay chỗ khác, xương khuỷu tay chỗ khác, xương sống chỗ khác, xương sườn chỗ khác, cằm răng tóc đầu lâu ở chỗ khác, thấy việc đây rồi phát khởi thắng giải về sự phân tán của xương. Nếu tiếp tục tư duy xương cốt như thế, chỉ nắm lấy tướng thô, không thuận theo tướng tế, nắm giữ chi tiết từng phần, như vậy bấy giờ phát khởi thắng giải móc nối liền nhau. Nếu tư duy tướng tế, nắm giữ chi tiết từng phần, bấy giờ phát khởi thắng giải xương móc nối liền nhau. Có hai loại móc nối, một móc nối hình thể, hai móc nối chi tiết. Móc nối hình thể tức là từ máu huyết móc nối với xương sống cho đến nối tiếp với chỗ trụ của đầu lâu. Móc nối chi tiết tức là từ xương cánh tay nối liền với xương tay. Nếu móc nối hình thể gọi là móc nối, nếu móc nối chi tiết gọi là móc nối xương. Lại có cách nắm lấy tướng móc nối xương. Một, nắm lấy tướng móc nối xương giả danh do tranh vẽ cây đá bùn tạo ra. Hai, năm lấy tướng móc nối xương liền nhau thật sự. Nếu lúc tư duy tướng móc nối xương giả danh, bây giờ chỉ gọi là thắng giải móc nối, không gọi là móc nối xương. Nếu lúc tư duy tướng móc nối xương liền nhau thật sự, bây giờ mới được gọi là móc nối xương. Lại tức sắc tướng của sắc bên ngoài,
Tạo đề có ba chủng biến họa: một, tự nhiên biến họa; hai, bị kẻ khác làm biến họa; ba, gồm cả hai loại biến họa, bắt đầu từ xanh bẩm máu ứ cho đến trương sình lên, đây là tự nhiên biến họa; bắt đầu từ lúc cắn xé ăn nuốt cho đến bị phân tán, đây là biến họa do kẻ khác gây ra, từ xương hoặc móc nối và móc nối xương. Đây gồm cả hai loại biến họa. Nếu có thể như thật, biên soạn tướng bất tịnh bên ngoài như vậy, gọi là tầm tư có sở hữu tự tướng bất tịnh bên ngoài. Sao gọi là tầm tư cộng tướng bất tịnh? Hoặc ở nội thân sắc tướng tịnh bên ngoài chưa bị biến hoại, hoặc ở ngoại thân sắc tướng bất tịnh đã bị biến hoại. Do sắc tướng bất tịnh trong thân, pháp tánh bình đẳng, pháp tánh tương tự, nên năng tự biết, tự rõ biết sắc tướng tịnh của mình cũng có pháp tánh đồng với kia như vậy mà phát khởi thắng giải. Nếu các hữu tình thành tựu sắc tướng tịnh như vậy, thì sắc tướng tịnh kia cũng có pháp tánh đồng với kia như vậy, thì như sắc tướng bất tịnh bên ngoài, đây gọi là tầm tư cộng tướng bất tịnh. Sao gọi là tầm tư phẩm của bất tịnh? Phải suy nghĩ như vậy, nếu ta ở nơi pháp tánh bất tịnh của các sắc tướng tịnh mà không như thật biết, thì đối với các sắc tướng tịnh bên trong bên ngoài để phát khởi tầm tham dục là liền là điên đảo, điền nhiếp thuộc phẩm hắc, là pháp có tranh cãi, có khổ có hạn, có các tai họa, có thiểu não khắp, do nhiều duyên đầy phát khởi sanh giả bệnh chết, sầu thán khổ yêu não, trùng trùng phiền não quấy nhiễu đường lai. Nếu ta ở nơi pháp tánh bất tịnh của các sắc tướng tịnh kia như thật tuệ quán, bền không điên đảo, đến nhiếp thuộc phẩm bạch, là pháp không tranh cãi, không khổ không hạn, nó rộng cho đến do nhân duyên đây năng đoạn diệt sanh lão bệnh tử, cho đến phiền não quấy nhiễu đường lai. Ta này đối với các phẩm hắc kia chẳng nên nhẫn thọ mà nên trừ diệt. Ta này đối với các phẩm bạch kia chưa sanh khiến sanh, đã sanh khiến trụ, khiến tăng trưởng rộng lớn, như vậy gọi là tầm tư phẩm bất tịnh. Sao gọi là tầm tư thời của bất tịnh? Khởi suy nghĩ như vậy, hoặc sở hữu các sắc tướng tịnh bên trong ở đời hiện tại, hoặc sở hữu các sắc tướng bất tịnh bên ngoài cũng ở đời hiện tại. Nơi đời quá khứ kia từng có sắc tướng tịnh, sắc kia ở đời quá khứ thì có tướng tịnh, nhưng hiện đời lại có thứ lớp trùng trùng bất tịnh. Nơi đời hiện tại ta có sắc tướng tợ như tịnh, sắc tướng tịnh đầy. Ở đời hiện tại tôi có sắc tướng tịnh, mà ở đời vị lai không phải bất tịnh như sắc tướng bất tịnh bên ngoài ở đời hiện tại, thì thật không có điều ấy. Sắc thân của ta đầy, ở đời quá khứ vị lai hiện tại từng có tướng như vậy, sẽ có tướng như vậy, hiện có tướng như vậy, không vượt quá pháp bất tịnh như vậy. Như vậy gọi là tầm tư thời của bất tịnh. Sao gọi là tầm tư lý của bất tịnh? Khởi nghĩ như vậy, hoặc trong hoặc ngoài đều không có ngã, hữu tình khá được, hoặc nói là tịnh, hoặc nói là bất tịnh, chỉ có sắc tướng, chỉ có thân hình, ở trong giả tưởng thi thiết đập ra nguồn luận, gọi đó là tịnh, là bất tịnh. Lại như nói rằng hơi ấm, thọ mạng và thức, nếu khi xả bỏ thân này, để khỏi sự giữ gìn của hơi ấm và thức, nằm trơ ra như khúc cây, sau khi chết dần dần biến hoại, phân chia, rã rời, có thể biết đó là từ xanh bầm máu ứ cho đến móc nối xương, thì sẽ không còn chỗ dựa để suy nghĩ nương ở. Này thân của ta đây, trước là do nghiệp phiền não dẫn dắt, do sự bất tịnh của cha mẹ hòa hợp mà sanh ra, lại nhờ thức ăn cháo cơm nuôi lớn. Vì nhân đây duyên đây có thể biết tạm thời có các sắc tướng tợ như tịnh, mà ở nơi thân hoặc trong hoặc ngoài, ở mọi lúc trùng trùng bất tịnh thảy đều đầy đủ. Như vậy gọi là nương thắng nghĩa thế tục, và dùng nhân duyên quán đãi đạo lý để tầm tư lý của bất tịnh. Lại khởi nghĩ như vậy, đối với bất tịnh đây, nếu năng khéo tu, khéo tu tập nhiều, thì có thể đoạn trừ tâm tham dục. Tham dục như vậy nhất định phải đoạn, như vậy gọi là nương tác dụng đạo lý để tầm tư lý của bất tịnh. Lại khởi nghĩ như vậy, như Đức Thế Tôn đã thuyết, nếu đối với bất tịnh khéo tu tập nhiều, thì năng đoạn trừ tham dục. Đây là trí giáo lượng. Chính ta ở hiện tại cũng tự có thể thấy các bất tịnh ở bên trong, nhưng như tác ý tư duy tu tập, như vậy khiến tham dục chuyển, chưa sanh chẳng thể sanh, đã sanh liền được dứt trừ. Đây là hiện chứng lượng, pháp tỷ độ lượng cũng có thể hiện được. Đó là khởi nghĩ này, này ta phải tác ý tư duy pháp nào đang đối trị sở duyên cảnh giới phiền não đang sanh, như vậy gọi là nương chứng thành đạo lý để tầm tư lý bất tịnh. Lại khởi nghĩ như vậy, các pháp như vậy, pháp tánh thành lập, pháp tánh khó nghĩ bàn, pháp tánh an trụ, đó là tu bất tịnh, năng đối trị đoạn dứt tham dục như vậy, không nên nghĩ bàn, không nên phân biệt, chỉ nên tin hiểu.
như vậy gọi là đường pháp nhĩ đạo lý để tầm từ lý bất tịnh, như vậy gọi là người siêng tu quán bất tịnh, tầm từ thì bát giá na sở duyên sáu sự giải biệt. Quán tưởng mẫn, sao gọi là hành giả siêng tu quán tưởng mẫn, tầm từ thì bát giá na sở duyên sáu sự giải biệt, đó là vì nương chánh pháp về sự tưởng mẫn tăng thượng, về lực lắng nghe thọ trì tăng thượng, vì vui muốn đem lại lợi ích an lạc, đắc ý cho vui đối với tất cả hữu tình mà phát khởi thắng giải. Đây là tướng tưởng mẫn, nếu nàng hiểu rõ nghĩa như vậy, gọi là tầm tư nghĩa tưởng mẫn, do vì muốn cho lợi ích an lạc vui lòng đối với các hữu tình, đắc ý cho vui phát khởi thắng giải. Vị kia đã hiểu rõ nghĩa như vậy, lại có thể tự trạch đây là phẩm thân, đây là phẩm oán, đây là phẩm không oán không thân. Tất cả phẩm như vậy đều là đối tượng để tầm tưởng mẫn tương tục nhiếp lấy, nên đối với bên trong phát khởi thắng giải đối với sự việc bên ngoài, lại đối với phẩm thân gọi là sự việc bên trong, phẩm oán và không oán thân gọi là sự việc bên ngoài, như vậy gọi là tầm tư sự của tưởng mẫn. Lại năng từ trạch ba phẩm như thế, nếu người không khổ vui muốn cầu an vui, nguyện cho kẻ kia được vui, này ở trong đây tướng có nhiều ích gọi là phẩm thân, tướng không nhiều ích gọi là phẩm oán, tương trai với cả hai gọi là phẩm không oán thân. Ba phẩm như vậy, nếu người không khổ vui muốn cầu an vui, được có ba chủng tâm muốn cầu an vui sai khác khả đắc: một, muốn cầu các sự vui dục giới; hai, muốn cầu các lạc có hỷ mạnh mẽ của sắc giới; ba, muốn cầu các lạc ly hỷ. Như vậy, nếu người ở nơi chủng thứ nhất mà bị thiếu thốn, nguyện người kia đều được sự vui muốn không tội. Nếu người ở nơi chủng thứ hai và thứ ba mà bị thiếu thốn, nên biết cũng vậy. Đây gọi là tầm tư tự tướng của tưởng mẫn. Lại từ trạch sâu, hoặc đối với phẩm thân, hoặc đối với phẩm oán, hoặc đối với phẩm không oán thân, ta đối với các phẩm đây đều phát khởi tâm tánh bình đẳng, tâm tánh giống nhau. Vì cớ sao? Nếu ta tác ý cho phẩm thân sự vui thì chưa phải là khó, nếu ta tác ý cho vui đối với phẩm không oán thân thì cũng chưa khó lắm, nếu ta tác ý cho vui đối với phẩm oán đây mới thật là khó. Ta này còn phải tác ý nguyện cho vui đối với phẩm oán, huống chi phẩm thân và phẩm không oán thân mà không cho vui sao? Vì cớ sao? Vì trong đây đều không có người mắng cùng người bị mắng, không có người sân cùng người bị sân, không có người khinh thường cùng người bị khinh thường, không có người đánh cùng người bị đánh, mà chỉ có âm thanh, chỉ có danh tự. Lại thân ta đây do các sắc thổ trọng từ bốn đại tạo thành, từ đó mà sanh khởi, tùy theo nơi sinh sống để bị các xúc bước não. Lược có hai loại xúc, một là xúc của âm thanh, hai là xúc của hết thảy các thứ như tay chân, dao gậy, gạch đá. Thân và xúc đều vô thường, người gây tạo việc không nhiều ích như vậy cũng là vô thường. Lại tất cả là hữu tình, đều có các pháp sanh lão bệnh tử. Bản tánh pháp đầy vốn là khổ, ta chẳng nên ở nơi các loại hữu tình có khổ trên lại tăng thêm khổ mà không cho vui. Lại cũng chẳng nên không xem người oán là thiện trí thức, chẳng nên không thống nhất tất cả là hữu tình lấy làm thân thể của mình. Lại Thế Tôn nói rằng, ta không xem thấy những chủng loại hữu tình như vậy khả đắc, đó là từ vô thủy đến nay, trải qua sanh tử trường thời lưu chuyển mà không xoay vần qua lại, làm cha mẹ hoặc làm anh em hoặc làm chị em, hoặc làm quý phạm sư, hoặc làm thân giáo sư, hoặc làm các bậc tôn quý, hoặc làm các bậc đồng đẳng tôn quý khác ư? Do nhân duyên đấy, tất cả phẩm oán đều chẳng phải là phẩm thân của ta sao? Lại phẩm oán, phẩm thân đều không nhất định chân thật. Vì cớ sao? Vì phẩm thân có lúc chuyển thành phẩm oán có lúc chuyển thành phẩm thân, cho nên tất cả đều không nhất định. Vì thế này, ta nên đối với tất cả loại hữu tình đều phải phát khởi tâm tánh bình đẳng, phát khởi thấy tánh bình đẳng và phát khởi vui muốn đem lại ý vui lợi ích, ý vui an lạc và thắng giải cho vui giống nhau. Đây gọi là tầm tư cộng tướng tưởng mẫn. Lại tư trạch sâu, nếu ta đối với hữu tình kia không làm nhiều ích mà lại phát sanh sân khỏe thì liền là điên đảo, liền nhiếp thuộc phẩm hắc, là phẩm có tranh cãi như trước nói rộng. Nếu ta đối với hữu kia chẳng khởi sân khỏe, liền không điên đảo, liền nhiếp thuộc phẩm bạch, là pháp không tranh cãi như trước nói rộng. Như vậy gọi là tầm tư phẩm hắc phẩm bạch của tưởng mẫn. Lại từ trạch sâu, các loại hữu tình ở đời quá khứ cầu muốn được an vui, điều đó đã trở thành quá khứ, ta làm sao năng cho họ sự vui được? Nay các loại hữu tình ở đời hiện tại nguyện cầu cho họ tận đời vị lai, ở tất cả thời thường thọ khoái lạc, đây gọi là tầm tư các thời của tưởng mẫn. Lại từ trạch sâu, trong đây đều không có ngã và hữu tình, hoặc người cầu vui hoặc người cho vui, chỉ có các quần, chỉ có các hành, chỉ có
Ở trong giả tưởng thiết lập nguồn luận đây là người cầu vui, đây là người cho vui. Lại các hành kia lấy nghiệp phiền não làm nhân duyên, như vậy gọi là nương quán đãi đạo lý để tầm từ tử mẫn. Nếu khéo tu khéo tu tập nhiều về tử mẫn, năng đoạn trừ sân khỏe, như vậy gọi là nương tác dụng đạo lý tầm từ tử mẫn. Nghĩa như vậy có trí giáo lượng, trí kiến bên trong của ta hiện tại chuyển chuyển có được, pháp tỷ độ lượng cũng có được, như vậy gọi là nương chứng thành đạo lý để tầm từ tử mẫn. Lại tức pháp đây, pháp tánh thành lập, pháp tánh khó nghĩ bàn, pháp tánh an trụ, đó là tu tử mẫn năng đoạn sân khỏe, không nên nghĩ bàn, không nên phân biệt, chỉ nên tin hiểu, nên sanh thắng giải. Như thế gọi là nương pháp nhĩ đạo lý tầm từ tử mẫn. Đây gọi là người siêng tu quán tử mẫn tầm từ tỳ bát xá na sở duyên sáu sự sai biệt.